Khi bạn đang ngủ ngon trên chiếc giường êm ấm của mình thì bỗng nhiên cơn đau bụng ập tới, bạn đi toilet ngay. Nhưng xui thay, bạn đã nhận ra rằng lúc đó đã 3 giờ sáng rồi. Bạn sẽ làm gì? Vì vậy hôm nay mình sẽ chơi một tựa game, đó chính là đi toilet vào lúc 3 giờ sáng. Nhiệm vụ vô cùng đơn giản, chỉ cần thức dậy và đi toilet là xong. Nhưng mà không, xem hết video này để biết xem mình đã đi toilet vào lúc 3 giờ sáng như thế nào nha. Bạn thức dậy đột ngột, đã 3 giờ sáng. Bạn thực sự muốn đi vệ sinh, nhưng bạn không thể ngủ trong trạng thái này được. Ok, và chúng ta sẽ cùng gọi là chơi tựa game. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu chơi nha. Ok. Bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi. Bạn thực sự muốn đi vệ sinh. Bạn không thể ngủ được, bây giờ bạn phải làm gì đó chứ. Ok, đây là mình nè. Wow, mục tiêu đi vệ sinh lúc 3 giờ sáng. Khá hấp dẫn đấy. Ok các bạn, thì đây là mình. Wow, nhìn mình mặc đồ ngủ dễ thương quá à. Bây giờ mình sẽ đi vệ sinh lúc 3 giờ sáng hả? Ok. Ủa, có tiền nè. Không có gì, điều gì tuyệt vời hơn khi bạn tự lấy tiền của chính mình. Đấy, hiện tại là đang 3 giờ sáng nè. Em mà bây giờ ví dụ mình không đi vệ sinh thì mình đi ngủ như thế nào ta? Để mình thử coi. Nếu mà chúng ta không đi vệ sinh, chúng ta đi ngủ thử coi. Được không? Ủa? Kết thúc bạn không thể giữ được. Oops. Ok, nếu mà mình không chịu đi vệ sinh mà mình đi ngủ luôn thì mình sẽ gọi là y đùn lên giường luôn. Wow, kết thúc tuyệt vời. Ok. Ok, các bạn này, đó là cái kết khá là xui xẻo các bạn ơi. Nên mình nghĩ mình phải đi tới toilet các bạn ạ. Đấy, để coi coi. Ý, đây có máy tính nè. Mình có nên gọi là chơi game sau đấy mình đi toilet nhỉ? Không biết nữa, nhưng mà thôi, đây có cái chữ chơi game nè. Ok, tôi sẽ bật Roblox lên rồi tôi mới đi vệ sinh. À, ok. Bật lên. Trời, sao cái máy nhìn kỳ vậy? Mẹ đang đến nhanh, nhanh chóng tắt máy tính. Ủa sao tắt lâu vậy? Trời ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi con. Ê, tắt. Con làm gì lúc này vậy? À, mẹ con. Ủa mẹ, con chưa kịp giải trình mà. Mẹ con chưa cho mình đến lý do. Mẹ quăng cái dép vô mặt mình luôn. Mẹ con chỉ mới bật máy tính lên thôi cho mẹ đánh con. Ok, thế thì chúng ta không nên được đi ngủ và không nên chơi máy tính, bởi vì không mẹ sẽ quăng cái dép vô mặt chúng ta. Ok. Kế hoạch mở khóa nhà vệ sinh. Ok, bây giờ chúng ta cần phải gọi là nhẹ nhàng. Đấy, ok. Trời ơi. Cái nhà mình có ảnh mèo dễ thương nhỉ. Đây là cái gì đây? Đây phòng của gì ta? Ui, bố mẹ mình nè. Ủa sao bố mẹ mình ngủ mắc cười vậy? Sao mẹ mình nằm úp mà ba mình nằm cái vỉa của cái này vậy? Ủa sao? Ba mẹ ơi, sao ba mẹ treo ảnh con kỳ vậy? Sao ảnh con xinh mà ba mẹ không treo lên mà treo cái ảnh con cosplay Halloween vậy? Má mẹ có thương con không vậy? Trời ơi, có tiền em. À, con nhặt giùm ba mẹ nhá. Ui, mẹ mình ngủ ngon thế. Ê, con vừa đánh thức nè, mình có được đánh thức mẹ không ta? À, mẹ ơi, con muốn đi toilet á, mẹ dẫn con đi toilet được mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, con muốn đi toilet á, mẹ dẫn con đi được. Ôi, không. Dạ con xin lỗi vậy. Thôi đi con. Chào mừng các bạn trở lại với bạn tin nhà Sumi. Tôi, phóng viên Trúc Đào, xin được phép đưa tin cho bạn ngày hôm nay. Theo những thông tin mà tôi thu thập được, hiện tại cân của mẹ Sumi đạt được 5 triệu sấp và cô ấy muốn đạt tới 6 triệu sấp. Nên làm sao giờ? Và cô ấy cần sự giúp đỡ của các bạn. Nên bạn đã xem video này, đừng quên những video của cô ấy đạt được 5 like và 6 triệu sấp. Và các bạn có 3 giây việc này. 3, 2, 1. Thank you, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ xin mời các bạn tiếp tục xem video. Cái việc mà gọi mẹ gọi là dẫn mình đi vệ sinh là một cái kết có vẻ không được hay cho lắm. Nên các bạn đừng làm vậy nhá. Đấy, ok thôi, lượm tiền. Thôi không có gì thì có tiền cũng được. Đấy, ok. Rồi chúng ta sẽ kiếm cách khác đi vệ sinh. Đấy. Thôi để... Ui, có cái... Ý, có cái bật lửa nè. Ý, ơi, cho con xin bật lửa nha. À, xoay sáng một xíu. Nhà mình gì mà tối thui quá vậy ta. Ý, toilet nè. To... Ôi rồi đi đâu? Ê, toilet mà không có cái toilet rồi sao đi nè? Nhà mình có toilet không vậy ba mẹ? Ê, có gì đây? Collagen, ủa? Có ăn... Ê, cái này là kem đánh răng luôn đúng không? Ê, tôi ăn được cái kem đánh răng hả? Đâu ăn thử coi.
Ủa? Ok, cũng đúng rồi. Các bạn ơi, các bạn không nên ăn gọi là kem đánh răng nha. Mà đúng hiểu sao lại có cái kết thúc kem đánh răng nữa. Alo. Ok, thì là chúng ta không nên gọi là ăn kem đánh răng nha các bạn. Nếu các bạn ăn kem đánh răng thì chắc chắn là gì ta, các bạn sẽ bị gọi là gì ta, ải chìa đấy. Nên đừng có làm vậy nha. Không hiểu sao lại có cái kết này nữa. Ok, chúng ta sẽ thử thôi. Thực sự là trong toilet không có cái, không, nhà vệ sinh không có cái toilet. Ok, đi tắm. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ thử, nếu mà chúng ta không đi toilet thì chúng ta sẽ đi tắm sẽ như thế nào. Mình sợ là mình mà đi tắm trong cái lúc này thì cái bồn tắm mình nó sẽ nổi lên bền cái gì đây. Ok, chúng ta sẽ... Ê, cái nước nó xanh lè luôn nè. Ui, tí gì ồn vậy? À, ba ba, con đang... Không phải tắt nó đi. Ủa? Các bạn ơi, mình nhận ra rồi. Cái nhà này không ai thương mình hết. Trời ơi, tao nói vô kêu mẹ, mẹ mày dẫn con đi toilet được không? Mẹ không có chịu dẫn mà mẹ cũng tát mình nữa. Còn mình chỉ muốn đi tắm thôi. Mà ba mình bảo là ồn quá, ba mình tát mình luôn. Trong nhà này không ai thương con sao? Con muốn đi tắm thôi ba. Dạ, cái gì đây, thuốc ngủ hả? Cái gì đây? Sao lại có thuốc ngủ thế này? Lại con... Ui. Ủa xàm vậy? Ôi xàm vậy? Tôi không ngờ là cái việc mà đi toilet lúc 3 giờ sáng nó lại là cực hình với mình như vậy. Sao mình cảm giác cái nhà rất là nhiều càng bẫy nha. Cái nhà sao nhiều càng bẫy dữ vậy? Con dụ đi toilet thôi mà. Cái nhà này thực sự có ổn không? Ấy, em trai mình đang ngủ kìa. Em trai ơi, anh trai đang tự nhiên muốn đi toilet thôi à. Em trai đi với anh được không? Ôi em ơi, đừng khóc, đừng khóc, đừng. Con làm cái quái gì vậy? Để tao bê một mình đi. Quay lại giường ngay lập tức. Thật sự là cái nhà này không thương mình mấy bạn ơi. Mình chỉ kêu em trai mình đi toilet cùng thôi mà mẹ mình tán mình sức xỉu luôn. Mẹ ơi, con chỉ kêu em trai đi vệ sinh chung mà mẹ còn tán con nữa. Cái nhà này là tôi là con ghẻ rồi, con xin lỗi. Đó giờ nhà treo toàn ảnh mèo, ảnh cún rồi ảnh em trai rồi ảnh con đâu. Có treo ảnh con mèo không? Trời ơi, tôi biết mà tôi là con ghẻ, còn con mèo mới là con cưng. Được chưa? Trời ơi, con treo con chó mai ráp nữa. Trời ơi là trời. Rồi cái bánh sinh nhật nè. Rồi bánh sinh nhật kia đây. Yummy yummy. Trời ơi, còn không ghi tên con nữa. Cái gì đây? Ý, có cái bánh sandwich nè. Ngon quá ta. Ờ, thôi bánh sandwich này không ai ăn rồi, còn ăn nha. Rồi con xem nha. À, mình có thể nào luộc nó lên xíu được không? Chứ ăn này vô là mình sợ là cái bao tử mình nó thành mày chả khác gì nhét cục đá vô mồm trời. Ăn được không ta? Thôi ăn thử ha, ăn thử ha. Ôi. Ôi không, kết thúc bị đóng băng bởi sandwich. Tôi nghĩ là ngôi nhà này có vấn đề rồi các bạn. Với quỷ này nó cũng vấn đề rồi. Ăn cái gì vô nó cũng ngậm hết trơn á. Trời ơi, tôi là trái tim gì, trái tim cháy vậy? Ăn vô cái xỉu vậy. Cái gì đây? Thẻ. Thẻ quà tặng của mẹ yêu. Cái này là thẻ gì đây? Ý, đây là thẻ giảm giá. Ý, này là thẻ cái gì của mẹ mọi người ơi. Cái gì đây? Mình có thể ngủ trên sofa luôn hả? Hay vậy? Rồi còn này là cái gì đây? Ồ, từ từ để mình coi coi. Mình có nên bật tivi lên coi không ta? Mình không biết nữa. Ôi nha, nhà toàn treo động vật chứ treo hình cảnh con thôi. Lên bật Doraemon đi. Rồi. Coi Doraemon xíu ơi mấy bạn. Mẹ ơi, mẹ không hạnh phúc. What? Mẹ sao mẹ chui vô tivi vậy? Mẹ ơi. Oh my god. Mẹ. Sao mình cảm giác mình làm gì mẹ mình cũng quánh mình đó mọi người. Khó à. Coi tivi cũng cho, ăn cũng cho, kêu em trai đi cũng cho, quánh hết rồi. Trời ơi, thôi lấy cái thẻ này đi. Có gì đâu, từ. Đây là cái chỗ, đây là nhà kho hả?
Ủa mẹ ơi, nhà mình thiếu thốn lắm mà, sao mẹ mẹ xây phòng cho em trai như cung điện mà mẹ mua cái toilet gì mà ghê vậy mẹ? Mẹ trời ơi, con vừa đặt mông lên đây chắc cái mông con bị nhiễm phóng xạ luôn á mẹ ơi. Mẹ mommy, mẹ tiến với con cái toilet dữ vậy luôn hả? Mình nghĩ mình đặt cái mông lên đây chắc cái mông mình nó nhiễm phóng xạ luôn mấy bạn ơi. Gì đây, đậu hả? Ui, ủa sao ăn đu vậy? Ê, đậu không tốt lắm. Rồi xong, cái hộp đậu hết hạn chắc. Nó đã hết hạn, rồi xong luôn. Trời ơi, trời, sao cái cục đậu mà nó to như cái củ khoai tây vậy? Trời ơi trời, cái gì vậy? Mình cảm giác là cái nhân vật chính của game này là kiểu bị stupid á mọi người, bị stupid á, các bạn hiểu không? Kiểu đứa gì cũng ăn hết trơn á, là sao má? Ôi, thiệt luôn á, mình mà ngồi này vô mình nghĩ chắc cái con Skibi nó hiện lên, nó ăn thịt mình luôn mấy bạn ơi, trời ơi. Ok, mấy con chuột nè. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ, cái nhà này ai xài vậy? Thôi sử dụng thử coi. Ta đã tìm thấy bạn rồi. Ủa? Sau khi chúng ta đi toilet xong thì chúng ta lại bị Skibidi bắt cóc mấy bạn ạ. À, để các bạn không được đi toilet ở đây nha. Trời ơi là trời. Rồi nhà mình còn cái chỗ nào đi toilet không? Hay mình đi ra ngoài ta? Đi ra ngoài được nè. Trời ơi, ta nói nhà thiếu thốn tới mức đi toilet. Nhà không có nổi cái toilet phải đi ra ngoài. Trời ơi là trời. Rồi, có chú anh chị ơi, có ai cho con mượn cái toilet được không? Dạ con không có toilet. Ê, có cái toilet kìa. Yes, có toilet rồi mấy bạn ơi, có toilet để xài rồi. Cái này chắc chắn là toilet. Ui, cái này nó đang sửa chữa thôi, không sao, có gì xài được. Ui, được nè. Anh gì đó ơi, cho em mượn toilet xíu, qua trong mà. Bạn có thể thấy đấy, tôi đang đi toilet. Đi mỗi cái toilet thôi đó, mà người ta hù vậy đó. Trời ơi là, trời là trời. Tôi xuống từ cổ vậy, toilet 3 giờ sáng. Thiệt luôn á. Mấy gì nằm ngủ luôn cho rồi. Cho gì ta, cho ải chĩa lên giường luôn đi. Trời ơi, mới có anh trai này. Ý, anh này giống mafia quá nè. Mình cảm giác mình nói chuyện với anh này xong chắc anh này xúc mình luôn mấy bạn ơi. Nhưng mà thôi nói chuyện thử ha, vì nhân vật trong game mà. Anh trai ơi, anh có thấy cái toilet ở đây quanh đây đâu mà em mắc toilet quá. Trời ơi, biết là 3 giờ sáng rồi nhưng mà em mắc quá anh. Có mấy cái chỗ nào có toilet không anh? Có gì em gửi anh xíu tiền ạ. Này nhóc, thích chơi Mario không? Mario hả? Dạ có. À, đúng vậy, vì bạn có... Vì vậy, bạn biết một trò chơi Mario mới đã sinh ra, bạn biết không? Tôi sẽ cung cấp cho bạn với 10 đô thay vì là 60 đô. Ồ, anh này là bán trò chơi Mario với 10 đô thôi. Ê, sao cảm giác giống lừa đảo vậy ta? Thôi cứ mua thử coi. Rồi. Ui. Ý, sao cái game Mario này kỳ kỳ vậy anh ơi? Ủa, cái này xài sao anh? Ủa, cái này là em về nhà em luyện vô cái máy của em hả? Yeah, anh này tốt dữ ta. Thôi thử coi, thử về nhà chơi game nữa coi lỡ có cái gì sao mà nhìn này nhìn ghê quá bạn ơi. Sao cái gì mà cái máy chơi game mình giống máy chơi game bị nguyền rủa mọi người. Thôi thử coi, hy vọng là anh mũ anh chùm đầu kính mít không có lừa tôi. Ok, đợi xíu nha mấy bạn. À, ba mẹ ơi, con mới mua cái máy chơi game nè, con nhét vô. Ủa, máy này xài đâu vậy? Phòng mình hả ta? Từ đợi xíu. Hỏi có chơi được đâu. Ủa, nhà mình không có cái gì hết trơn á. Ủa rồi sao xài? Chú ơi lừa cháu à? Chú
chú vừa lừa cháu 10 đô đấy. Chú ơi, chú lừa cháu, cháu có mỗi 10 đô, cháu đi toilet mà chú là vậy. Ôi, sơ cam đời đầu trong game ạ. Sao mình có thể đồng ý đưa 10 đô ấy nhỉ, mình chả hiểu nữa. Chú ơi, cháu muốn lấy lại 10 đô, chú trả 10 đô cháu hay. Chú làm vậy là không có được nha chú. Cháu! Chú ơi! Rồi, ok, chính thức mất 10 đô nha các bạn. Cay đắng thật sự. Ồ, siêu thị nè. Chào mừng bạn đến với siêu. Tôi mệt mỏi rồi. Bà nói chuyện siêu, ông nói chuyện siêu thị, ông đòi ông có siêu. Vậy chui đất 1 triệu đó. Giỡn mặt hả? Thôi, để coi anh bán gì coi. Ôi trời ơi, anh ơi, anh ăn giận dữ vậy. Anh ăn bánh béo phì luôn đó. Trời ơi, anh ơi, đừng ăn nhiều đậu quá nha. Đây có sữa nè, có bình xăng nè. Trời ơi, cái gì mà rồi, có gì, ý có chuối nè, đừng chạm vào. Cái gì mà đừng chạm vào? Cái gì mà không chạm phải chạm? Ôi! 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 Cái gì vậy? Chuối! Mình nghĩ là mình không nên lấy những thứ mà không thuộc về mình. Mình sao cái nhạc nó ồn quá vậy? Từ đợi xíu. Ồn quá nha. Đó. Ui, căn phòng bí mật. Wow, ngủ cái gì đây? Bàn tay của Thanos. Mình có đeo này vô mình biết là Thanos không ta? Ủa? Ui gì vậy? Wow, chẳng lẽ mình đã biết là Thanos sao? Không thể nào. Thật sự là một cái kết rất là xàm nha. Alo. Like, mình cứ tưởng mình sẽ biết là Thanos chứ. Ôi, có gì đây? Lái xe. Cái gì đây? Ủa, gì vậy? Wow, một căn hầm bí mật các bạn ơi. Ủa gì vậy? Ây dạ. Ê, là kêu SCP đúng không? Ê, hay vậy? Mình được gặp SCP không? Hello? Mình có được gặp SCP không vậy? Chú. Wow. Mình có phải SCP không ta? Hello? Tôi có thể... Hello? Píp, 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 píp. Có thể nào mở cửa không ạ? Ý. Ủa? Tại sao nó giống cái thành vô tận vậy? Em mình cầm cái này nó cũng nguy hiểm quá không ta? Mình đang cầm bình xăng, mình đang... À, cái này chắc là hết hạn rồi. Ui. Chào. Ui. Tôi sẽ nghiên cứu bạn. Rồi xong. Thành vật thí nghiệm luôn. Cái gì vậy? What? Không ngờ là cái cửa hàng về đời này lại có một gọi là cái khu thí nghiệm SCP. Trời ơi, ai mà xuống đó cái là thành SCP luôn. À, ê, cái này có quyên góp nè. Quyên góp thử anh. Ê. À, quyên góp bằng tiền thiệt hả? Không ạ. Ê, nói chuyện với anh chủ anh quỷ thu ngân rồi. Anh ơi, anh biết toilet được ở đâu không? Nó thật sự rất là muộn rồi. Rồi sao nữa anh? Nó thật sự hiếm. Thật sự là hiếm có khách nào mà nói chuyện với anh vào lúc này. Bạn không mệt, nhưng tôi mệt. Xin lỗi làm phiền anh nha, anh biết là cái toilet nằm ở đâu không? Rồi anh im luôn. Anh thấy tôi phiền quá bạn ơi. Rồi trời ơi, anh này ăn mà trộm vía là ăn ăn đúng no tròn luôn. Ấy có quẩy tay dễ thương vậy. Ôi không, xin đừng ăn tôi. Tôi chính là một củ khoai tây dễ thương. Mình không muốn ăn củ khoai tây đâu.
thử có sao không ta? Sẽ là củ khoai tây nha, nhưng mà tôi sẽ ăn mặn. Ôi không! Ô! Mẹ khoai tây! Kết thúc khoai tây! Ok các bạn, và sau khi gọi là chơi đi chơi lại gọi là 7749 lần thì mình đã biết cái ending thật sự của cái tựa game đi toilet vào lúc 3 giờ sáng rồi. Ok, thì đầu tiên các bạn hãy giúp mình lấy hết tiền của cái tiền trong nhà nha mọi người. Đấy, ok, chúng ta sẽ làm từng bước nha. Đầu tiên thì các bạn phải lấy hết tiền, nó lấy lên bậc lửa luôn. Đấy, ok, lấy hết tiền nha. Đấy, và sau đấy thì các bạn sẽ qua phòng của em trai. Mà các bạn phải nhớ một điều, các bạn phải đi cẩn thận. Đấy, các bạn không được chạm vào cái gì cả. Các bạn chạm vào cái gì thì các bạn sẽ bị em trai các bạn un. Đấy, okay, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Nó các bạn phải đi từ tốn thôi. Và sau đây các bạn lấy con gấu Teddy cho mình. Đấy. Ôi em trai mình dễ thương quá à. Trời ơi em trai, đồ chơi cái gì cũng có. Trời ơi, có cả bếp riêng nữa. Ba mẹ chỉ thương mỗi em trai thôi. Đấy, ok, mình hãy bỏ qua vấn đề đi. Mình quá đau khổ thì mình là con ghẻ của nhà này rồi. Đấy, các bạn đi từ tốn cho xem nha. Đấy, sau khi các bạn lấy xong con Teddy này á, thì các bạn đó, mở khóa này ra này. Và tiếp theo các bạn dùng lửa đốt cái này đi. Và tiếp theo thì các bạn trong này có tiền không ta? Mình không biết nữa. Trong này có tiền không ta? Mình quên mất tiêu rồi. Có tiền không? Không có tiền đúng không? Ok, thì các bạn sẽ đi kiếm thêm tiền cho mình nhá. Thì theo mình được biết là ở xung quanh cái siêu thị sẽ có một số tiền ở sau sau gì ta, sau cái chỗ thùng rác nữa, mình chẳng biết tại sao nữa. Đấy các bạn đi sau lưng của cái đây. Đấy các bạn đi sau cái nhà kho của đúng không ta? Mình không nhớ nữa. Đây, chuẩn luôn. Đó, đi sau siêu thị thì các bạn sẽ có thêm tiền. Đấy. Thì sau đấy các bạn sẽ đi vào siêu thị giúp mình. Đó, vào siêu thị. Đó. Các bạn chạy ra cái góc này. Thì ở đây có cái chìa khóa. Ủa. Ủa, tôi không ngờ cái này vậy ta. Ủa, chìa khóa đâu ta? Ok các bạn ơi, thì mình mới tìm hiểu lại thì cái ending của mình là ending cũ rồi. Trời đất ơi. Ok, chúng ta sẽ cần ending mới các bạn ơi. Chúng ta sẽ nói chuyện với anh hàng xóm. Ok, rồi. Đấy, bạn làm cái quái gì vào nhà tôi lúc này vậy? Bây giờ mình sẽ trả lời là tôi có thể về nhà. Bạn, mình, nói chung là mình có thể vào nhà ngủ được không? Đấy, rất là tự nhiên, mình chỉ thấy sao nữa. Ok, bạn có thể vào. Kiểu, rất là tự nhiên. Đấy, ok, sau khi các bạn vào nhà bạn hàng xóm xong thì các bạn vào đây. Thì các bạn sẽ đi vào cái máy giặt của anh ấy. Thực sự mình không biết. Sau khi các bạn đi vào máy giặt thì cái máy giặt nó sẽ dịch chuyển bạn tới một cái thế giới gọi là thế giới những chú thỏ vui nhộn. Không hiểu lắm. Sau khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ thấy những chú thỏ đang ngồi quẩy nhạc, DJ. Đấy, và các bạn nhớ là các bạn phải cầm cái thẻ VIP cho mình nhá. Đấy. Đó, các bạn vào đây. Nguyên một cái chìa khóa to đùng nó nằm đây. Đấy. Hỏi lấy nút, có lấy được tiền không? Đấy, thì đây là à, đừng có động tiền của tôi hả? Ok, thế thôi. Sau khi các bạn lấy được chìa khóa, các bạn đi về cho mình. Các bạn đi về nhá. Đó, các bạn đi về. Các bạn đi chui vô lại cái máy giặt cho mình. Không hiểu lắm. Ok, các bạn chui về cái máy giặt cho mình. Đấy, cái máy giặt dịch chuyển bạn về thực tại. Rồi các bạn đi ra khỏi nhà ảnh, bạn không ngủ nhà ảnh nữa, là bạn đi về cùng với chiếc chìa khóa trên tay. Mình không hiểu tại sao lại như vậy nữa, nhưng nó rất là hư cấu phải không? Đấy, và sau đấy các bạn đúng. Và ten, chúng ta được đi toilet rồi. Trời ơi, đây mới là toilet của chúng ta chứ. Trời ơi, vậy là mỗi lần mình đi toilet là ba mẹ khóa kỹ gì luôn hả? Là ba mẹ muốn con đi toilet mà phải khóa kỹ gì luôn hả? Ok, đi toilet thôi. Trời ơi, đi toilet tôi được nó đi lụ đạn không nữa. Đi toilet hay là xả lụ đạn vậy? Yeah, bây giờ tôi sẽ đi ngủ thôi.
Ok, thì đó chính là ending cuối cùng của cái trò chơi là đi toilet lúc 3 giờ sáng. Thì các bạn thấy như thế nào? Các bạn cộng đồng các bạn phía dưới xin biết nha. Và nếu bạn nào muốn chơi thử và để mở khóa ra những cái kết bựa hơn nữa thì đừng quên bình luận phía dưới cho mình biết. Còn bây giờ, đi ngủ thôi.